Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của truyện ma Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Một hành trình trải qua 16 tập truyện, Huy thấy rằng mọi người đang rất yêu thích bộ truyện này. Và Liễu Thi cũng mang đến một cái hiệu ứng rất là lớn trong kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ của chúng ta. Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mỹ Hạnh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 8, cũng là tập cuối cùng của phần 2, truyện ma Liễu Thi. Tà thần nghe vậy liền sực tỉnh, nhận ra nãy giờ đang mắc mưu của Liễu Thi, liền ngưng tụ toàn bộ tà khí của mình. Một tia sét rẹt ngang qua bầu trời, chuẩn bị nhắm vào Liễu Thi mà giáng xuống. Đoạn khúc phong mạch, dám ác tu mà lại, trích kinh tiên đoạn, dung thần trớ luôn công. Ngay lúc này, thần sông đột nhiên xuất hiện. Trên tay ngài cầm theo một con rùa có màu đen xám xịt. Liễu Thi liền biết con rùa này là từ quả trứng đồng đen nở thành. Thần sông đọc ấn chú xong, con rùa lập tức hóa lớn hơn. Tà thần liền biết không ổn, định mở ra lối về địa ngục để chạy đi, nhưng đã muộn. Con rùa dùng cái thân nặng nề của mình để ép tà thần xuống, sau đó hóa đá thành một tảng núi áp chế tà thần lại. Tiếng thét của tà thần gầm lên dữ dội. Không, các người không được quay nhốt ta như vậy. Thần sông hừ lạnh đáp. Người vốn đã có thể an ổn ở dưới đó mà hưởng thần vị, còn dám trốn lên dương gian hại người. Ta là thần sông nơi đây, tất có trách nhiệm thanh trừ thứ tà ác như người. Sau đó tảng núi trung lên dữ dội. Tà thần dường như muốn phá vỡ phong ấn để trốn ra ngoài, nhưng vô ích. Đồng đen như có sức mạnh tựa ngàn non, tiếng hét của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Mà bà Mai cùng với Nguyễn Định Hải lúc này, do tà thần bị phong ấn nên dính vào ác báo nghiệp quả mà tà thần để lại, gánh chịu đủ loại thống khổ. Các người sốc nảy, rung lên hoàng hoài, đau hơn cả xẻo thịt lăng trì. Nỗi đau này xuyên thấu cả linh hồn. Chỉ trong chốc lát, đầu của hai người họ đều bạc trắng hết cả đi, làn da nhăn nheo chảy xệ như lão hóa, không khác gì một bộ thi khô. Đau, đau quá. Cô mau giết chúng ta đi. Mau giết chúng ta đi. Giết ta đi. Giết ta báo thù cho người thân của cô đi. Hai người kia thấy Liễu Thi còn đang cầm kiếm thì vội van xin. Cả hai cố lết về phía Liễu Thi. Bọn họ đối với cô đã không còn sức chống trả gì nữa. Tà thần đã bị phong ấn lại, nhưng vì trước đây bọn họ nhờ tà thần mà có, bây giờ theo quy tắc của thiên địa sẽ phải gánh chịu đau đớn gấp ngàn vạn lần, nhưng không cách nào tự mình kết liễu được. Trông thấy bọn họ như vậy, Liễu Thi không thấy vui sướng gì cả, mà chỉ cảm thấy nặng nề. Nếu bọn họ sớm biết có ngày hôm nay, trước đó hà tất phải làm chuyện ác. Bây giờ nếu như cô giết bọn họ, chẳng phải dễ dàng với họ quá sao? Nếu cứ để cho họ đau khổ như thế này mà sống tiếp, không biết chừng sự dày vò âm ỉ mỗi ngày mỗi đêm còn đáng sợ hơn cả cái chết gấp ngàn vạn lần. Cái chết đối với bọn họ chỉ là sự lảng tránh đi tội lỗi lúc sống mà thôi. Cô phải để cho bọn họ sống tiếp, đau đớn ăn năn với những lỗi lầm mình đã gây ra. Thanh kiếm trên tay Liễu Thi buông thõng xuống. Cô nhìn Nguyễn Liêu nói: Nguyễn Định Hải, đem giao cho quan tam phẩm xử trí đi. Còn bà Mai, để bà ta ở đây tự sinh tự diệt. Nhờ anh đem Nguyễn Định Hải giao cho quan tam phẩm trước. Nghĩ chắc cũng đang trên đường hồi kinh rồi. Xong việc chúng ta sẽ gặp lại Nguyên tộc. Nguyễn Liêu gật đầu. Thấy vị cao nhân vừa tương trợ Liễu Thi, liền biết người này ở thần vị, liền yên tâm đi trước. Việc này đêm, em nghỉ ngơi một lát đi, rồi
đưa Phụng về nhà cẩn thận. Nguyễn Liêu nhắc đến Nguyễn Phụng mà lòng cũng nặng nề. Dù sao Nguyễn Phụng từng có ơn cứu mạng anh, còn không cầu báo đáp. Anh từ lâu đã vốn coi Nguyễn Phụng như đứa em gái của mình, sao có thể không buồn cho được. Trước khi áp giải Nguyễn Định Hải giao cho quan tam phẩm, còn không quên đến trước thi hài của Nguyễn Phụng, lại một lạy: "Em lên đường bình an." Chờ Nguyễn Liêu trời đi, Liễu Thi mới dìu xác của Nguyễn Phụng tới một cọ đất cao sạch sẽ, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch máu trên người cô. Liễu Thi không muốn Nguyễn Phụng đi xuống âm giới với hình dạng đầy máu me như thế này. Như thế lỡ Nguyễn Liêu không nhận ra chị ấy thì phải làm sao? Hai người họ ở Dương Gian đã chịu quá nhiều ràng buộc cách trở rồi. Chỉ mong khi tác xuống âm phủ có thể ở bên cạnh nhau. Thần Song chờ một lúc rồi mới đi tới gần Liễu Thi, đứng bên cạnh cô, vuốt chòm râu mà nói: "Hắn là tà thần, không thể giết ngay được, mà chỉ có thể phong ấn. Này, ta phong ấn hắn lại, để hắn không làm hại thế gian nữa. Ở trong đồng đen lâu, tà khí của nó sẽ dần bị tiêu trừ. Đến một lúc nào đó sạch tạp niệm, sẽ tự động tan biến thành mây khói." Liễu Thị biết ơn Thần Song vô cùng, cô dập đầu bái tạ: "Cảm tạ ngài, mai nhờ có ngài nhiều lần ra tay cứu giúp." "Vốn đồng đen cũng là do cô tìm vậy. Nhân quả thiện báo tuần hoàn một vòng, bất kỳ việc tốt hay việc xấu cô từng làm sẽ gieo thành nhân, chờ đến lúc sẽ đơm hoa kết trái. Trái đắng hay ngọt phải tùy thuộc vào tay người gieo rồi." Liễu Thị lắng tai nghe thật kỹ, sau đó kính cẩn đáp: "Những lời ngài chỉ dạy tôi được khắc ghi trong lòng, chẳng hay còn một việc nữa muốn nhờ tới ngài, không biết là..." "À, có chuyện gì cô cứ nói đi." "Lần trước có nhờ đồng đen và ngài tương trợ, tôi có chiêu được một phách của chồng mình. Hiện ba hồn sáu phách của anh ấy đã được tái sinh vào thân thể khác. Tôi muốn nhờ cậy ngài chỉ đường dẫn lối xuống cõi âm để hợp phách của anh ấy lại. Nếu thiếu đi một phách sẽ ảnh hưởng tới việc luân hồi sau này. Kính mong Thần Song ra tay giúp đỡ." Thần Song lắc đầu nói: "Nhưng mà trên người cô hiện có ấn tỏa hồn mà tam hành quỷ để lại, trừ khi tận số, bằng không sẽ không thoát hồn ra được." Liễu Thị cúi đầu: "Việc đó xin ngài chớ lo, tôi có cách tự thoát hồn được." "Ừ, được rồi. Muốn xuống cõi âm thì 6 ngày nữa, vào đúng rằm tháng 7. Hôm đó vừa hay có nhật thực, là cơ hội vô cùng hiếm gặp cho người trần như cô xuống được cõi âm. Cửa môn quan sẽ mở ra cho hai cõi âm dương thông hành, ta sẽ giúp cô đi xuống đó." Liễu Thi không quan tâm bà Mai, để bà ta ở đây tự sinh tự diệt. Dù sao bà ta đã ra nông nỗi này rồi, để bà ấy cứ thế mà sống tiếp có khi mới là sự trừng phạt đau khổ nhất. Vốn cô đã thấy Liễu Nhan nấp ở gần đây, chứng kiến hết thảy mọi việc thì mặt trắng bệch, nhưng cô cũng không vạch trần cô ta, mà chỉ dìu xác của Nguyễn Phụng lên ngựa đưa về tộc Nguyễn trước. Chuyện nhà họ Liễu tính sau đi. Con gái của ta. Nguyễn Kim vốn đang bận tối tăm mặt mày với những việc trong tộc, nghe thấy người hầu bẩm báo tiểu thư đã về, liền vội quăng hết đám việc để ra đón. Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Phụng chỉ còn là một cái xác vô hồn thì cả người ông như chết lặng đi, bước chân lảo đảo. Nếu không phải người hầu bên cạnh đỡ lấy, ông đã sớm ngã nhào ra đất. Ông vội chạy đến đỡ lấy thi thể của Nguyễn Phụng. Ông vẫn không tin là con gái mình chết trẻ như thế, cứ lẩm bẩm: "Phụng, con gái của ta, sao lại như thế này? Mau tỉnh lại đi con." Nguyễn Kim cố nắm lấy bàn tay con gái, nhưng Nguyễn Phụng đã sớm lìa khỏi xác, bàn tay buông thõng xuống. Nguyễn Kim lần thứ hai như một đứa trẻ con trước hàng trăm đệ tử của tộc Quyển, ôm lấy xác con gái mà khóc lên nức nở:
Mau tỉnh lại đi con, đều là lỗi của cha. Nếu cha sớm thanh trừ tên phản tắc Nguyễn Đình Hải đó, còn sao xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Liễu Thi nghe vậy càng cảm thấy có lỗi vô cùng, dập đầu xuống đất nói: Cậu, đều là tại con. Chị họ vì cứu con nên mới bị người ta giết hại. Đều tại con vô dụng, làm liên lụy chị họ. Nguyễn Khiêm xưa giờ vẫn luôn yêu quý Liễu Thi như đứa con gái út của mình. Nhưng trước cái chết của con gái mình lại vì Liễu Thi mà chết, liền không chấp nhận được, quay mặt không nhìn cô, phất tay đáp: Cô mau đi đi, mẹ cô đã sớm cắt đứt huyết thống với tộc Nguyễn ta rồi. Con gái ta cũng đã trả lại ơn cứu mạng của cô năm xưa. Giờ cô như cô và Nguyễn tộc không còn ràng buộc gì nữa. Liễu Thị đau lòng vô cùng, nhưng biết mình ở lại chỉ khiến cho cậu đau lòng hơn, liền dập đầu ba cái: Cậu đối với con có ơn như cha, con không cách nào báo đáp được. Về sau cậu bảo trọng, ngày sau họ Nguyễn có việc, con quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, cô hướng về phía Nguyễn Phụng dập đầu thêm một phái nữa rồi mới rời đi, xuống chân núi Cửu U lặng lẽ quỳ ba ngày ba đêm. Mãi tới khi Nguyễn Liêu trở lại, trên đường lên núi thì trông thấy Liễu Thi, vội dìu cô đứng lên. Liễu Thi lắc đầu đáp: Anh mau lên núi lo tang sự cùng cậu, em có việc quan trọng phải đi một thời gian. Nguyễn Liêu sợ Liễu Thi nghĩ quẩn, vội nắm chặt lấy tay cô. Liễu Thi hiểu tâm tư này của cậu, liền gượng cười nói: Mạng sống này của em là chị họ dành từ tay tử thần cho em, em sẽ thật trân trọng. Cậu yên tâm, giờ xin cậu nghe em, lên núi lo tang sự cho chị cùng cậu ổn thỏa, đều trông cậy vào cậu. Nguyễn Liêu nghe vậy liền gật đầu, trước khi đi còn nói: Tôi có rất nhiều chuyện thắc mắc về quá khứ của chúng ta, lần sau gặp lại muốn nghe em kể. Liễu Thi nhìn theo bóng cậu cưỡi ngựa đi xe, cười mà khẽ nói: Em cũng còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu. Quỳ thêm 10 canh giờ nữa, Liễu Thi liền đứng dậy tạm biệt núi Cửu U rồi lên đường về kinh thành theo lời hẹn của thần sông. Cô mất 2 ngày để tới được kinh thành. Cô mặc y phục trắng, chỉ trang điểm nhẹ không quá đậm, môi cũng chỉ ngậm qua tép son. Liễu Thi trước khi làm nghi thức tiến nhập vào địa phủ thì việc đầu tiên là phải trai giới sạch sẽ cho bản thân. Cô dừng ở một quán trọ trước, dùng nước bưởi và bồ kết để gội đầu tắm rửa. Các người cô thoang thoảng một mùi thơm của thiên nhiên. Liễu Thi quay lại viện học sĩ. Lê Đại học sĩ hôm nay không có ở đây nên cô không gặp được ông ấy. Thần Song chắc chắn đã dặn dò trước, cho nên người gác cổng khi thấy cô liền tự động cho vào. Thần Song đã đứng chờ sẵn cô ở bia rùa lần đầu cô đến viện học sĩ. Ông ấy vẫn trong hình hài con người. Liễu Thi liền cúi đầu chắp tay chào hỏi trước: Bẩm Thần Song, tôi đã đến rồi đây. Thần Song chắp tay gật đầu, cất lời căn dặn cô: Ta có vài lời nhắc cô trước khi bắt đầu. Xuống địa phủ thì điều quan trọng nhất là phải nhớ tên của mình. Nếu quên mất tên thì dù cô vẫn còn dương thọ cũng vĩnh viễn không tìm được đường về, không nhập vào thân xác được nữa đâu, sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ lang thang. Chuyến đi này xa xôi cách trở, ngậm lát sông này vào đi, nó giúp cơ thể cô cầm cự được khi hồn lìa khỏi xác. Liễu Thi đưa hai tay tiếp nhận lấy lát nhân sâm quý trên đĩa. Cô nằm ngay ngắn vào cổ quan tài đã chuẩn bị sẵn, mà xung quanh là các ngọn nến cháy lập lòe ở đỉnh đầu và hai vai, tượng trưng cho ba ngọn lửa tam muội của con người. Ở trên đỉnh đầu có treo một chiếc gương lớn to bằng cái sàn gạo. Thần Song nhìn cô
hỏi một lần cuối. Cô đã sẵn sàng chưa? Và không hối hận chứ? Không có việc gì là chắc chắn tuyệt đối cả. Nếu chẳng may xảy ra sai sót thì cô sẽ không có được vậy. Liễu Thi nhìn ông ấy bằng một ánh mắt cương quyết, phải làm cho bằng được. Cô mím môi nói: Dạ bẩm, tôi đã sẵn sàng và quyết không hối hận. Nếu chẳng may có chuyện gì thì là số của tôi rồi. Thần Song kẻ gật đầu. Tay ông ấy cầm lấy chiếc bút lông, viết lên một tấm vải đỏ: Tam hồn thất phách, đảo âm dương, trần gian hồng nhan, tìm đường tới âm ti. Bách thần chư vị 99 lộ, trông thấy xin trợ phúc. Ác thần la sát 42 địa giới, xin nhường lỗi, chớ quấy nhiễu. Thần lực đảo âm dương, xuất ngữ chấn. Bầu trời ở bên ngoài bỗng chìm vào trong bóng tối. Mặt trời ấy thế mà lại rơi vào hiện tượng nhật thực. Trong thời gian này, Liễu Thi phải làm xong mọi việc và trở về trước khi nhật thực kết thúc. Tấm vải đỏ được phủ lên mặt cô. Cô chỉ cảm thấy mắt mình tối dần, các người nhẹ tựa bông, lơ lửng dần dần. Cả không gian xung quanh chỉ là một màn tối đen. Khác với những lần trước, lần này Liễu Thi chủ động xuất hồn, nên mọi việc càng phải thận trọng. Hơn nữa trên người cô có ấn tỏa hồn mà cậu để lại. Ấn đó như một sợi chỉ đỏ, buộc hồn phách của cô lại với cơ thể. Hồn vừa bay ra được một đoạn ngắn thì bị nó níu giữ lại. Cô liền đưa ngón giữa lên kết ấn. Tỏa hồn thiên linh, hủy! Cả linh hồn của cô đau đớn vô cùng, như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên châm chích. Ấn tỏa hồn kia vốn là sợi chỉ đỏ nối liền với tim của cô. Bây giờ cắt nó đi, chẳng khác gì đục khoét ở tim mình một lỗ. Tuy vậy, cô vẫn cố chịu đựng được. Thần Song thấy hồn Liễu Thi bắt đầu thoát ra khỏi gông xích của cơ thể vật lý, liền đưa tay viết lên gương hai chữ: Địa phủ. Lập tức trên mặt gương lộ ra dao động dữ dội. Linh hồn của Liễu Thi bị hút thẳng vào bên trong. Cô bị nó đẩy thẳng vào trong, mắt nhìn thấy mọi thứ trở nên bé dần. Ở trên bầu trời lộ ra một cánh cổng thu lấy Liễu Thi tiến vào âm ti. Thần Song bước lên nhìn cánh cổng đó. Âm ti phủ môn, chúc cô thượng lộ bình an. Nói xong, ông quay vào đốt những thứ vàng mã. Đây là lộ phí đi đường mà ông đã chuẩn bị cho Liễu Thi. Liễu Thi lúc này không biết mình ở đâu. Xung quanh cô là một nơi u tối, chỉ có các dải khí xám ngắt trôi lơ lửng. Đi thêm một lát thì trước mặt cô xuất hiện một cánh cổng rất cao. Muốn đi lên đó phải bước qua rất nhiều bậc. Mà ở đây cũng có nhiều linh hồn, mỗi linh hồn đều có một vị mặc quan phục, tay cầm xích trối dẫn đi. Nhưng cũng có người lại chẳng hề bị xích, ngược lại được một người cầm đèn lồng dẫn lối đi về phía trước. Riêng Liễu Thi thì không có ai. Đây chính là dẫn hồn sứ, chức vị âm thần để tiếp dẫn các linh hồn phàm nhân. Những ai sống không tốt thì sẽ bị dùng xích, còn ai tạo phước, đạo đức tốt đẹp sẽ được dẫn bằng ánh sáng của đèn lồng. Khi Liễu Thi bị đẩy tới trước cánh cổng thì ở đó có hai vị cao hơn ba thước, cả người cởi trần để lộ ra vô vàn các khuôn mặt ngay trên thân hình oai nghiêm. Hai vị này là vạn diện trấn môn thần, họ ở đây canh giữ cửa âm phủ. Khi thấy Liễu Thi không có dẫn hồn sứ đi cùng, họ chất vấn liền ngăn cô lại. Phàm nhân nữ hồn, muốn đi đâu? Liễu Thi nhớ tới lời Thần Song dặn dò, tuyệt đối không được nói rõ lý do của mình. Cô chỉ đáp vắn tắt: Thần Song sai phục, ta chỉ tiếp chỉ làm theo, dẫn hành thần ngôn. Hai vị đó nhìn nhau, rồi bảo Liễu Thi chờ một chút. Họ cầm lấy một chiếc gương trội vào người cô. Nếu Liễu Thi là tà đạo giết chóc hại người thì trong gương sẽ hiện lên sắc đỏ, còn là chánh đạo thì sẽ là vàng kim. Khi thấy hình Liễu Thi ở trong gương là vàng kim óng ánh
chối lóa vô cùng. Trấn Môn Thần biết người này có căn cơ, đưa cho cô một chiếc thẻ nhỏ rồi nói: "Giữ lấy, cô sẽ dùng tới nó." Liễu Thi được cho vào cổng. Trước mặt cô là một cây cầu treo dài thăm thẳm, nhìn mãi không bao giờ thấy được điểm cuối. Ở địa phủ gọi là Vô Hướng Cầu, cái cầu mà bất kỳ linh hồn nào cũng phải đi qua. Người càng nhiều phúc báo thì việc đi qua cầu rất dễ dàng, còn người ác báo thì sẽ rơi hoặc bị lạc trong cây cầu này. Liễu Thi nhìn thấy những linh hồn ban nãy được dẫn hồn sứ đưa lên cầu. Họ ngơ ngác vẫn chưa chấp nhận rằng mình đã chết. Có người sợ hãi, vội vàng hét lên: "Không, không ạ, tôi muốn về nhà." Linh hồn đó xoay đầu bỏ chạy. Dẫn hồn sứ thấy vậy cũng không đuổi theo, bởi vì không có dẫn hồn sứ thì không thể ra khỏi cây cầu này, vĩnh viễn mắc kẹt tại đây. Liễu Thi là trường hợp đặc biệt. Có một người trong hình dáng phụ nữ, mặc quan phục trắng, sắc mặt cũng nhợt nhạt, tiến tới gần nói: "Xin hỏi cô là Liễu Thi, học nữ được Thần Song phái xuống đây hả?" Liễu Thi quay lại, cúi người hành lễ: "Bẩm thần, đúng là ta." Người đó khẽ cười, nhìn thấy tấm thẻ trên tay cô đưa lên thì cũng không cần tra xét. "Đừng gọi ta là thần, ta chỉ là một chánh sứ tiếp dẫn thôi." "Chánh sứ tiếp dẫn sao?" Liễu Thi hơi khó hiểu. Thực ra họ cũng từng là con người, cũng từng là phàm nhân, và cũng từng là pháp sư tu hành. Nhưng vì một lý do bí mật mà họ ở lại đây, dẫn đường cho những người như Liễu Thi. Họ vĩnh viễn không bao giờ nhớ được ký ức kiếp trước của mình, chỉ biết phải dẫn hồn cho các chánh giả, và tới một ngày nào đó họ sẽ được đi đầu thai. Liễu Thi được người phụ nữ dẫn đi lên cây cầu dài. Khi cô đi lên thì mới phát hiện ẩn trong màn tối mịt mù thì không những có một cây cầu, mà ngược lại chúng nhiều như tơ nhện, giăng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nối chằng chịt với nhau, không thấy rõ được điểm kết. Chánh sứ tiếp dẫn liền nói: "Học nữ đi đứng cho cẩn thận, đừng để lạc khỏi ta." Liễu Thi nắm chặt dải lụa mà người kia cầm một đầu. Hai người cứ thế đi mãi trên cây cầu. Chừng một lát sau, cô đã thấy được bờ bên kia. Cô định cảm ơn thì người phụ nữ đó đã lùi lại: "Chúng ta không được phép đặt chân lên bờ. Chúc cô may mắn." Liễu Thi cúi người vái chào vị âm thần đặc biệt này. Nhưng khi cô đi khỏi thì vị chánh sứ tiếp dẫn bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt có chút dao động. "Thần Song, học nữ, sao ta có chút ấn tượng mơ hồ? Phải chăng ta cũng từng là một học nữ?" Liễu Thi đi được tới bờ bên kia thì trước mắt cô là một cỗ xe ngựa cùng một đoàn người ăn mặc trang nghiêm. Một người cưỡi ngựa chạy tới trước rồi dừng lại hỏi cô: "Cô có phải là học nữ Liễu Thi không?" Cô vô cùng bất ngờ khi mình được tiếp đón và được biết tới. Vị đó xuống ngựa, đó là một người đàn ông trung niên mặc quan phục đen, ở ngực có thêu hình một con chim hạc, đầu đội mũ cánh chuồng. "Thần Song ở dân gian vẫn khỏe chứ? Lão ta làm tới chức quan mấy phẩm rồi?" Liễu Thi nghe liền hiểu là người quen của Thần Song, cung kính hành lễ mà chào hỏi: "Học nữ có lễ với ngài, xin ngài thứ cho cái ngu dốt, không biết xưng hô như thế nào cho đúng thần vị của ngài." Ở dưới âm giới còn trọng lễ nghi hơn dương gian. Liễu Thi hiểu rõ điều này, vì thế cẩn thận hỏi trước cho chắc. Vị kia hài lòng gật đầu trả lời: "Cứ gọi ta là Quảng Phúc Thần." "Bẩm Quảng Phúc Thần, Thần Song vẫn khỏe, hiện mới là giáo quan ở viện học sĩ, trong coi việc chấm thi tuyển người tài." Quản Phúc Thần là chức vị cai quản phúc đức của người phàm, đặc biệt là các vị pháp sư, đạo sĩ, nhà sư. Dưới ông ấy
có 18 vị tuần thần. Bình thường họ sẽ là người đi tiếp đãi những người như Liễu Thi. Vậy mà cô không ngờ hôm nay lại có dịp gặp được vị này. Quản Phúc Thần đã cho người chuẩn bị sẵn cỗ xe ngựa cho cô. Cô ngồi vào bên trong, cảm thấy rất êm, không hề sốc nảy như trên trần gian. Quản Phúc Thần đưa cô tới một tòa thành cực lớn. Hai bên đường là các vô số thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Liễu Thi tò mò hỏi thì được giải đáp. Thứ có hình dạng như rồng treo mà đang lơ lửng đó là oán triền. Chúng trôi từ trong địa ngục ra đây, tích tụ qua hàng vạn năm mà thành thứ như cô thấy đó. Dọc đường, Liễu Thi cũng thấy các đoàn linh hồn đi vào thành. Họ kêu khóc ầm ĩ, dù không muốn đi vẫn bị đánh mà lôi đi cho bằng được. Mà trên đường này cũng có nhiều vị tăng sư mặc tăng bào. Quảng Phúc biết Liễu Thi tò mò, cũng sẵn sàng giải đáp. Họ là các tăng sĩ từ trần gian xuống. Họ làm vốn xuất phát từ lòng từ bi, muốn cứu vớt chúng sinh. Đọc kinh cầu siêu, giảm bớt ác nghiệp cho linh hồn ở kiếp này. Họ cũng được tính là chánh giả. Mỗi người mà cô thấy đều là cao tăng đắc đạo. Họ muốn làm việc này trước khi viên tịch, tranh thủ thời gian. Liễu Thi hết sức bất ngờ. Thật sự còn có chuyện này nữa. Cô được Quản Phúc Thần đưa tới trước cổng thành. Tòa thành này ngước nhìn lên, cao hơn 100 mét, chiều dài chắn hết cả tầm mắt. Thành có nhiều lối ra vào. Ở trước thành có quỷ sai xét từng linh hồn. Liễu Thi bị quỷ sai định gọi xuống để kiểm tra theo luật lệ. Nhưng khi thấy cô có tấm thẻ và được Quản Phúc Thần đi cùng thì vội vàng cung kính nhường đường. Cô vốn định đi tiếp thì thấy ở bên vệ đường có một người đang đau đớn cầu xin quần áo, tế phẩm. Lúc trước khi xuống đây, cô cũng đã được thần song dặn cho cách dùng phép. Cô lật bàn tay ra, từ trên đó hiện ra một bộ quần áo cùng với một chén cơm. Cô tiến lại đưa cho người đó thì bỗng từ bên hông một quỷ hồn lao về phía Liễu Thi, muốn bám vào trong xe của cô thì bị một quỷ sai thẳng tay tuốt gươm ra chém chết ngay tại chỗ. Tinh phách bay lên thành từng chấm sáng rồi tan biến vào hư không. Quản Phúc Thần nhăn mặt hơi khó chịu. Dạo này ngạ quỷ từ địa ngục chạy lên đây nhiều vậy, mau tăng thêm người canh gác đi. Dạ rõ. Quản Phúc Thần nói thêm với Liễu Thi. Ở dưới này, cô đừng tùy tiện cho đồ người khác. Biết là tấm lòng bố thí, san sẻ là tốt. Nhưng ở dưới này ma quỷ lẫn lộn. Vừa rồi nếu không may cô bị ngạ quỷ làm hại, thì ta biết ăn nói sao với thần sông đây. Liễu Thi cũng biết lỗi của mình, cúi đầu nói. Cảm tạ Quản Phúc Thần đã chỉ dạy. Hai người lại lên xe ngựa đi tiếp. Liễu Thi vừa ngồi trên ghế mà nôn nóng vén rèm ra nhìn, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Quản Phúc Thần tinh ý hỏi. Nói thật ta nghe, mục đích lần này cô xuống dưới đây không đơn giản là thăm thú cõi âm, có phải không? Liễu Thi nghe vậy thì lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn thành thật kể cho Quản Phúc Thần nghe. Không dám giấu ngài, quả thật tôi xuống đây là có lòng riêng. Việc thứ nhất là muốn hợp lại hồn phách đã bị tách ra. Việc thứ hai là muốn viết tên một người đã từng chết lên sổ sinh tử. Quản Phúc Thần nghe vậy thì tức giận, đập bàn quát. Cô thật to gan, có biết Hoán Âm Hoàng Dương là việc đi trái với đạo trời hay không? Liễu Thi cúi đầu đáp. Bẩm thần, tôi biết rõ, nhưng người ấy chết sớm so với sổ sinh tử định sẵn, là bị người khác cưỡng ép cướp đi sinh mệnh. Quản Phúc Thần im lặng một lúc rồi đưa ngón tay ra tính, sau đó vất tay nói. Người đi đi, viết tên lên sổ sinh tử vốn đã từng có một tiền lệ trước đó. Việc này ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không thể giúp người được. Ngươi tự tìm được
âm giới nhiều lộ, tìm được hay không phụ thuộc vào phúc phận của ngươi rồi. Chỉ có thể cho ngươi một gợi ý, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Ngươi chỉ cần viết được tên của người kia lên lại sổ sinh tử thì hồn phách người đó sẽ tự động hợp lại làm một như trước. Liễu Thi cúi đầu chắp tay cảm tạ quản phúc thần rồi xuống xe ngựa rời đi. Cô vừa đi lang thang trong thành, vừa suy ngẫm về lời mà quản phúc thần đã nói. Bây giờ cô chỉ cần viết tên của cậu được lên sổ sinh tử là có thể giải quyết xong hết mọi chuyện rồi. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông sao? Câu nói này liệu có ý nghĩa gì đây? Âm giới rộng lớn như vậy, cô phải đi đâu để có thể cứu được cậu bây giờ? Đã có lời nhắc nhở của quản phúc thần, dù dọc đường có rất nhiều ma đối ăn xin, cô chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Ở cõi giới này ma quỷ lẫn lộn, cô không thể vì chút lòng tốt của mình mà làm mất đi cơ hội duy nhất cứu cậu được. Trải qua một ngày, cô đã đi hết tòa thành này sang tòa thành khác, nhưng vẫn vô vọng. Cô chợt nhớ ra lão tổ nhà họ Hồ, đang định hỏi đường tới phủ của ông ấy thì ngay lúc này có đoàn quỷ sai họ hét đi đằng xa: "Người đâu, mau bắt lại, ở đằng kia!" Thì ra là quỷ sai bắt tội phạm dưới đây. Chúng không mang theo vũ khí sắc nhọn mà chỉ đuổi bắt bằng tay không. Liễu Thi dù thấy lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Chợt có thứ gì đó vướng víu lấy tà váy của cô. Cô cúi người nhìn xuống thì thấy một bé trai chừng 6 tuổi đang trừng trừng mắt nhìn cô. "Chị gái, cứu ta!" Liễu Thi liền biết đám quỷ sai kia là đang đuổi theo đứa trẻ này. Thấy chúng sắp chạy tới đây, cô liền lấy đất cát quệt lên mặt đứa bé, lại dùng thêm một cái khăn trùm mặt nó lại, bế nó trên tay mình, giả bộ là một người mẹ đang bồng đứa con của mình. Chờ đám quỷ sai chạy qua, đứa trẻ mới cười khúc khích: "Chị gái xinh đẹp, cảm ơn chị. Chị còn nhớ em không? Không ngờ lại được gặp chị ở đây á." Đứa bé này rất lạ, cả người quý khí bất phàm, không giống như một phong nam hài bị truy nã chút nào, lại còn nói từng quen cô nữa. Liễu Thi ngẩn người nghĩ cho thật kỹ. Từ bé tới giờ, cô nào đã gặp qua nó đâu? Không lẽ kiếp trước cô từng gặp nó hay sao? Chuyện kiếp trước xa tích mù khơi, đã sớm uống qua canh mạnh bà, Liễu Thi sao có thể nhớ cho được? Cô đặt nó xuống đất rồi lắc đầu đáp: "Ta không biết ngươi, giúp cũng đã giúp rồi, ngươi mau đi đi." Đứa trẻ mặt liền uất ức: "Tính thời gian ở dương gian, chúng ta mới gặp được hơn một năm mà chị đã quên em rồi. Uổng công em còn giúp chị trăng đe lão thần trùng, để lão không trả thù chị nữa." Liễu Thi càng nghe càng khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại vô cớ giúp ta? Huống chi tính tình của thần trùng, Liễu Thi hiểu rõ. Ông ta thù dai như vậy, trước đây cô với cậu từng giết hại tài sai của ông ta, sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua được? Trừ khi thân phận của đứa bé này còn cao hơn cả ông ta. Nhưng nó còn nhỏ như thế này mà chức vị như thế. Cô càng nghĩ càng đau đầu, sao mình lại quen được người như vậy chứ? Nếu không phải tà thần đã bị phong ấn, Liễu Thi còn nghi ngờ, không biết liệu lão ta có giấu đi mảng ký ức nào của mình hay không. Đứa bé hình như nhớ ra điều gì, mới nhe răng cười nói: "Hình như em quên mất, lúc trước gặp chị là thân xác con cóc kẻ, bây giờ hóa thiên nga, chị không nhận ra được cũng là điều bình thường." Liễu Thi giờ mới nhớ ra, lúc trước mới gả vào nhà họ Hồ, cô có từng giúp Thiềm Thư, nhưng sau đó khi đi chợ âm dương, nó liền biến mất đi. Cô chưa từng có cơ hội gặp lại nó. Thấy ánh mắt tràn đầy thắc mắc của Liễu Thi, đứa bé mới ho khụ khụ, giọng điệu như ông cụ non nói: "Năm trước em trốn nhà đi chơi, vô tình gặp kẻ thù của cha.
vô tình bị hắn ta phong ấn ký ức và thần lực ở trong thân xác một con thiềm thự. Cũng may nhờ chị từng ra tay cứu giúp. Lần ở chợ Âm Dương đợt đó, vốn em muốn giúp chị thì bị người ta bắt đi. Hóa ra là người của cha tìm được em, liền bắt em về nhà luôn. Cha nói khi nào thanh niên mới được lên dương gian nữa. Em cũng đành chịu mà. Mà qua gieo một quẻ, thấy chị đã xuống cõi âm, liền trốn nhà đi tìm chị nè. Không ngờ lại gặp được ở đây luôn á. Liễu Thi càng nghe càng thấy bất ngờ. Con cóc vàng có vô tình cứu giúp, có ngày lại giúp cho cô nhiều như vậy. Liễu Thi liền nói: "À, chị vốn xuống đây muốn ghi tên một người đã chết lên sổ sinh tử, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cách. Chẳng hay em đã từng nghe qua chưa?" Đứa bé cau mày suy nghĩ. Hình như trước đây từng có một trường hợp như vậy, nhưng mà cụ thể thì em không biết. Hay để em về hỏi mẹ. Mẹ em thông hiểu thi thư, nhất định sẽ biết được. Nhưng mà em sợ về nhà rồi á sẽ bị cha bắt lại tu luyện mất. Mẹ sao? Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Mắt Liễu Thi liền sáng lên. Phải chăng muốn ám chỉ, muốn viết được tên cậu lên sổ sinh tử thì phải đến tìm bà cả, mẹ của cậu, người sinh ra cậu, cũng là người gây ra cái chết của cậu. Phải, chính là như thế. Vốn nhân quả tuần hoàn, bây giờ muốn gỡ thì phải tìm tới căn nguyên của nó. Nhưng bây giờ lại nảy sinh ra một vấn đề nữa, là cô không biết được bà cả đang ở đâu. À, chẳng hay có thể nhờ em xem giúp chị hồn phách của một người hiện đang ở đâu hay không? À, cái này dễ. Chị cùng với em tới chỗ Quan Thiên Định đi. Ông ta có cuốn sổ ghi lại ngày giờ người chết. Khi chết sẽ được phân tới khu vực nào trong âm giới. Chỗ ông ta gần đây thôi à. Liễu Thi gật đầu, cùng thằng bé đi thêm một canh giờ là tới. Quan Thiên Định nhìn thấy đứa bé thì vội quỳ xuống. Đang định nói gì đó thì bị đứa bé trừng mắt răng đe. Nó nói: "Khỏi cần nhiều lời, ông mang sổ nhật âm của mình ra đây cho ta xem là được rồi." Quan Thiên Định nghe vậy liền sai người đi lấy sổ, còn chuẩn bị cho đứa bé và Liễu Thi chỗ để ngồi xem sách. Đứa bé cầm lấy cuốn sổ đưa trước mặt Liễu Thi mà bảo: "Bây giờ chị muốn xem ghi chép về người âm nào á, thì chỉ cần đọc tên họ, ngày tháng năm sinh của người đó là được." Liễu Thi gật đầu, đọc to tên họ, ngày tháng năm sinh của bà cả. Cuốn sách tự động lật tới trang có ghi chép về bà ấy. Sách ghi như sau: "Họ Đinh tên Mẫn, sinh thời ở tại làng Sơn nước Việt. Vốn tích được công đức từ nhiều kiếp. Kiếp này một tay phá hủy sạch sẽ, hại chồng, giết con, giết người, không tội ác nào không làm. Trừ đi những công đức từ trước, tội vẫn nặng hơn công. Hiện đang bị giam giữ ở địa ngục tầng thứ tư, ngày ngày chịu tra tấn thống khổ." Liễu Thi liền quay sang hỏi đứa bé: "Nè, chỉ cần gặp người này, em có biết cách để vào được địa ngục tầng thứ tư không?" "À, tầng thứ tư địa ngục do Chuẩn Phán Âm Đệ cai quản, chuyên trừng trị những người làm trái đạo luân thường. Để đi được tới đó thường sẽ phải đi qua ba tầng trước đó. Nhưng mà em biết một nơi gọi là truyền tống trận, vào trong đó sẽ đưa mình tới nơi cần đến trong tức khắc á." "Cảm ơn em. Em có thể đưa chị tới đó luôn hay không?" Đứa bé thở dài: "Ôi, nhưng mà em nói trước á, có thể tránh được ba tầng địa ngục phía trên, tầng thứ tư thì không thể. Để đi vào được nó, chị cũng sẽ phải chịu những đau khổ, trừng phạt, y như những hồn phách hiện phải chịu phạt trong đó. Em là người ở đây, có đi qua cũng không sợ. Chị chỉ là hồn phách người phàm, sẽ đau đớn lắm á." "Không sao đâu, chị chịu được hết. Xin em dẫn đường cho chị đi." Sau đó đứa trẻ dẫn Liễu Thi tới truyền tống trận. Nó niệm ấn chú gì đó, các người của cô được bao bọc bởi ánh sáng trắng, rồi rất nhanh được đưa tới một nơi âm u mù mịt. Xung quanh đều là những tiếng oán thán, than khóc vang tận trời xanh. Đây chắc hẳn là địa ngục tầng thứ tư đi. Liễu Thi thấy trước mặt mình là một thung lũng rộng mênh mông, không nhìn thấy được điểm cuối. Cô trông thấy những hồn phách đang bị quỷ sai áp giải đi.
chân tay họ đều bị trói buộc bởi xiềng xích, móng tay dài lằng ngoằng, vừa đi vừa tự cào lấy mình, kể cả máu thịt đầm đìa, bóc da tróc vẫy cũng không dừng lại được. Giờ chỉ quay đầu còn kịp á. Chúng ta đi thôi. Liễu Thi bước vào thung lũng thì cả người cô có cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Móng tay tự động dài ra. Cảm giác ngứa ngáy này cô chưa từng gặp phải bao giờ. Tựa như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn lấy cô vậy. Cô vừa cố gắng bước đi, miệng vừa lẩm bẩm vài câu chú định tâm, cố quên đi cơn ngứa kia. Cũng may vì Liễu Thi không phải hồn phách có dấu ấn chịu phạt, nên cô có thể miễn cưỡng đi qua được thung lũng này. Đi qua được, cả người cô mồ hôi cũng chảy ra đầm đìa, thở dốc lên hồng hộc. Cô vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của bà cả, nhưng vẫn không thấy đâu. Phen này phải đi sâu vào trong nữa rồi. Đi hết thung lũng thì tới một con sông, gọi là sông Sám Hối. Nước sông sôi lên sùng sục, trên bờ là những hồn phách bị quỷ sai đẩy xuống lòng sông chịu phạt. Khi sống, sao không nghĩ tới hậu quả của những việc mình làm? Các ngươi đã từng hại người sao? Giờ phải nhận lấy thống khổ gấp ngàn vạn lần. Liễu Thi đứng một bên nghe vậy thì thở dài. Giống khi còn sống, rất nhiều người không tin vào sự tồn tại của cõi âm, của địa ngục, nên nghĩ rằng chết là hết. Thế nên mặc sức sống buông thả với cái tham, cái sân si của mình, hại người hại mình. Đến khi chết đi, bị đày xuống địa ngục, có hối cũng đã muộn. Những hình phạt ở đây sẽ lặp đi lặp lại, năm năm tháng tháng, không có điểm dừng. Chợt Liễu Thi trông thấy khuôn mặt quen thuộc của bà cả đang bị dìm dưới nước sôi. Cô vội chạy lại nói với quỷ sai: "Bẩm giám quan, người này với ta có chút nhân quả, chẳng hay có thể xin ngài cho ta gặp bà ấy một chút được hay không?" Quỷ sai đang định tra xét Liễu Thi thì trông thấy thằng bé đứng bên cạnh cô, vội rối rít đáp: "Thằng nữ khách sao rồi? Đương nhiên là được chứ. Các người mau lôi tội hồn Đinh Mẫn lên đây, có quý thần muốn gặp." Đám hồn phách khác thấy bà cả được Liễu Thi cứu, liền nhao nhao lên cầu xin: "Thần ơi, xin thần cứu vớt con khỏi bể khổ. Con đã biết lỗi rồi, xin ngài cho chúng con một cơ hội quay về trần gian chuộc lại lỗi lầm của mình." Liễu Thi liền biết sức mình không thể cứu được ai, vả lại đây là luật nhân quả, ngay cả thần Phật cũng không giúp được họ, huống hồ chi là cô. Cô được giám quan đưa tới một căn phòng. Lát sau bà cả đi vào, trông thấy Liễu Thi thì kinh ngạc thốt lên: "Là cô, sao cô lại tới được đây?" Có lẽ địa ngục đã mài mòn đi những tham vọng cũng như sự kiêu ngạo của bà cả. Giờ đây bà ấy có vẻ rụt rè hơn, ngay cả nhìn thẳng mặt Liễu Thi cũng không dám. Dù sao bà ấy cũng đã phải trả giá cho mọi chuyện mình đã làm. Chứng kiến những hình phạt địa ngục vừa rồi, cô cũng không còn oán hận gì với bà ấy nữa. Cô rót cho bà một chén trà. "Bà uống chén trà nóng trước, thì chúng ta từ từ nói chuyện." Bà cả vội vồ lấy chén trà. Đã nhiều ngày bà ta không có một giọt nước vào bụng, cổ họng đã sớm khát khô. Nước ở sông Sám Hối, những vong hồn mang tội ác như bà ta không cách nào uống được. Tay bà cả vừa cho chén nước vô miệng, vừa trung trung. Chưa bao giờ bà ấy lại thấy một chén nước bình thường lại quý giá đến như vậy. Lúc còn sống bà ta xa hoa biết bao, vốn nghĩ có thể thoát được khỏi luật nhân quả, nào nghĩ tới quả báo ngày hôm nay. "Nước, nước, cho ta thêm nữa đi." Liễu Thi rót thêm cho bà ta. Mãi tới tận chén thứ 10, bà cả mới miễn cưỡng thấy đỡ khác, cho hỏi cô: "Ta biết cô tìm tới ta có mục đích, cô mau nói đi. Khi còn sống ta đã làm nhiều chuyện ác, giúp cô sẽ gỡ đi phần nào tội nghiệp của ta." "Việc này có liên quan tới cậu cả." Bà cả nghe vậy thì liệm đi hồi lâu, chua xót nói: "Đối với thằng cả, dù ta có bị lăng trì vạn lần cũng không hết tội." "Bà chớ vội, để ta nói hết.
cậu cả đã được chiêu hồn vào thân xác của người sống. Người này vừa hay có hình dáng và tướng mạo giống hệt với cậu. Chuyện này chắc bà là người biết rõ nhất hả? Đứa con còn lại của ta cũng yếu mệnh vậy sao? Tôi nói cho cô hay, thằng bé đó chắc hẳn là anh em sinh đôi của thằng cả. Sinh đôi vốn là điểm xấu. Để giữ địa vị của mình, ta liền đem đứa em vứt vào núi. Thật không ngờ đứa trẻ đó vẫn lớn lên được. Liễu Thị đã sớm đoán ra được phần nào. Cô bảo: vốn cậu cả nhờ bà mà tên nó bị gạch khỏi sổ sinh tử. Ta xuống đây tìm quản phúc thần. Ngày nó muốn viết được tên của cậu thì phải tìm người buộc chuông, là bà. Bà cả khuôn mặt vui mừng khi biết cậu cả đã sống lại được, liền không chần chừ lấy ra một bông hoa màu tím rồi nói tiếp: cô cầm thứ này đem đi nghiền thành mực, liền có thể viết được tên của thằng cả lên sổ sinh tử. Đây là hoa bỉ ngạn tím, vạn năm mới có một lần. Các quan thần ở âm giới đều muốn có, ta khó khăn lắm mới tìm được. Coi như chuộc đi phần nào tội lỗi của ta với thằng cả. Liễu Thi cẩn thận nhận lấy đóa hoa, rồi bọc nó lại trong khăn tay trắng. Cô nói: cảm ta bà, cảm ta bà. Bà cả phất tay đáp: cô đi đi, sau này không cần tới đây tìm ta nữa. Cô cùng thằng cả sống hạnh phúc với nhau là ta thấy mãn nguyện rồi. Liễu Thi lại bà cả một lại, trước khi rời đi còn gọi một tiếng: mẹ bảo trọng. Rồi cuối cùng mới cất bước rời đi. Nhìn Liễu Thi rời đi, chỉ còn lại bà cả ngẩn người đứng đó, nuối tiếc về những điều tốt đẹp mà bà ta đã bỏ lỡ. Ngay sau đó thì quản gia Đinh Thăng xuất hiện, khó hiểu hỏi: vật đó khó khăn lắm chúng ta mới tìm được. Nhờ vào công đức này, dung bà có thể thoát khỏi địa ngục, đi đầu thai kiếp mới để chuộc lỗi. Bà cả cười đáp: sao ta có thể ích kỷ một lần nữa chứ. Ông đã xuống đây chịu tội cùng ta, có đi thì sau này hai chúng ta cùng đi. Thôi, mau đi chịu phạt tiếp. Ánh sáng màu đỏ trên đỉnh đầu của bà cả nhạt đi nhiều, chứng tỏ tội nghiệp đã giảm đi đáng kể. Điều này ngay cả chính bà cả cũng không biết. Xong việc, Liễu Thi được đứa bé đưa trở lại âm giới. Vốn cô còn đang định nhờ đứa bé dẫn tới gặp quan phụ trách sổ sinh tử, thì Phúc Đản Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô cũng thật là Diêm Vương cho mời. Liễu Thi nghe thấy Diêm Vương cho mời thì giật mình. Diêm Vương vốn là vị thần tối cao cai quản âm giới này, cho gọi cô không biết là phúc hay họa đây. Mà cô đang định gọi đứa trẻ thì đã không thấy tâm hơi nó đâu. Không có thời gian chần chừ, Liễu Thi chỉ đành đi theo Phúc Đản Thần tới nơi ở của Diêm Vương. Cô được dẫn tới một nơi cực kỳ tối mật. Quản Phúc Thần còn cẩn thận cho người bịt mắt Liễu Thi để cô không thấy được đường vào. Tới nơi, cô được bỏ khăn bịt mặt ra thì thấy trước mắt là một tòa cung điện vàng chói, được chạm khắc tinh tế, còn hơn các cung điện của vua chúa ở trên dương gian. Quản Phúc Thần nói với Liễu Thi: đánh đuổi tà thần, bảo vệ đồng đen, diệt trừ phản tặc họ Đinh. Âm đức của cô đã đủ để quay lại cõi âm nhận chức, không cần phải qua vô số lần luân hồi để mà thăng quan nữa. Dù cô không nhớ ra kiếp trước mình là ai, nhưng với cõi âm này cô thấy khá là quen thuộc. Cộng thêm với những lời nói của tà thần lần trước, cô liền có thể đoán ra trước đây cô từng làm quan ở dưới đây, xong vì muốn tu vi tăng lên mà chấp nhận đi luân hồi. Liễu Thi không quan tâm đến chuyện xưa, cô biết đây là cơ hội duy nhất để cứu cậu, liền bước lên bậc thềm điện. Tiếp đón Liễu Thi là hai hàng binh lính mặc giáp sắt, hai hàng cùng dương cờ lên.
Mỗi khi cô bước tới đâu thì nơi đó cờ sẽ ngã lên cao, tạo thành lối đi cho cô. Một vị phúc thần khác đứng chờ sẵn. Liễu Thi vái chào rồi đưa ra tấm thẻ. Phúc thần là vị thần chuyên cai quản điều hành, điềm tốt cho nhân gian. Ông ấy nói to vào bên trong: Âm quan tiền kiếp Liễu Thi tích công góp sức cho hoàng triều, diệt trừ yêu ma, nhân phẩm cao đẹp, lễ nghi có đủ, xin được ý kiến Diêm Vương. Liễu Thi hồi hộp theo quan hầu bước vào bên trong. Ở cung điện đã có người ngồi sẵn trên ngai vàng ngũ long. Liễu Thi không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ mạo phạm tới vị Diêm Vương này. Giọng nghệ cất lên: Người phía dưới, ta cho phép miệng lệ. Đa tạ Diêm Vương. Liễu Thi chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ chứ không thấy rõ được chân dạng của Diêm Vương. Vốn dĩ cô hiện chưa luyện được thần nhãn nên chỉ có thể nhìn được vậy thôi. Diêm Vương hỏi cô về những chuyện đã làm ở trần gian. Liễu Thi thật thà trình báo lại toàn bộ. Diêm Vương yêu cầu thám quan tra xét lại sự tình xem có đúng hay không. Thám quan tra lại một cuốn sổ và tâu: Bẩm Diêm Vương, âm quan Liễu Thi nói đều là sự thật. Diêm Vương rất hài lòng. Ông hạ giọng: Ta đã nghe con trai của mình kể về cô rồi. Ngày hôm nay mới thấy cô. Cô vốn có tấm lòng nhân hậu, những chuyện tốt cô từng làm đều ghi rất rõ trong cuốn sổ kia. Ngay cả tấm lòng thủy chung son sắt của cô với chồng mình, ta cũng rất ưng. Khi làm người phàm, cô đã tích đủ công đức. Nguyên bản vốn chỉ là cành liễu nhỏ, cơ duyên hàng ngày được nghe Quan Thế Âm truyền đạo pháp, có thể tu được đến ngày hôm nay đều là nhờ sự cố gắng của cô. Giờ ta muốn phong cô là thần nương ca diễm, chi phúc đẳng, giác trình vương. Cô thấy sao? Đây là một chức vụ rất cao, thậm chí nhiều người cũng không nằm mơ thấy được. Ấy thế mà Liễu Thi bỗng quỳ rạp xuống, dập đầu tâu rõ: Kính thưa Diêm Vương tại thượng trên cao, tôi vô cùng cảm kích, tạ ơn trời đất của Diêm Vương đã ban cho. Chỉ mong ngài cho phép tôi được nói chuyện này. Cứ nói đi. Liễu Thi liền kể lại sự tình của mình, mong muốn được hợp đủ hồn phách cho cậu cả và viết lại tên cậu trên sổ sinh tử. Tôi chỉ mong có như thế, nguyện đổi lấy thần vị. Kính mong Diêm Vương thành toàn cho. Tôi nguyện sống hết đời phàm nhân, trải qua hết sinh lão bệnh tử cùng chồng của mình. Diêm Vương nghe vậy thì đập bàn, đầy giận dữ quát lên: To gan! Giống trước ngươi chỉ là một âm quan nhỏ nhồi, nay lịch kiếp trở về có cơ hội thành thần, lại cả gan yêu cầu việc trái đạo trời này. Có biết viết lại tên sinh tử là việc như thế nào hay không? Quân đồng, sách cổ Liễu Thi tống một ngục đi. Liễu Thi cứng đầu nói: Xin Diêm Vương thành toàn, xin Diêm Vương thành toàn cho. Quân lính từ bên ngoài điện chạy vào bên trong. Lúc định bắt lấy Liễu Thi thì đứa bé kia lại xuất hiện, ngăn cả đám quân lính lại: Các người mau lui ra, đây là ân nhân cứu mạng ta, ta xem ai dám động tới. Quân lính còn đang lưỡng lự, không biết nên nghe lệnh của Diêm Vương hay tiểu hoàng tử, thì Diêm Vương đã phất tay cho họ lui ra, hư lạnh rồi nói: Ta mà không dọa cô ta một chút, con định không ra gặp ta có đúng không? Con nào có, đều không phải là phụ vương bắt con á, tu luyện sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, con muốn đi chơi. Diêm Vương nhíu mày, uy nghiêm nói: Việc nào ra việc đó, cô ta có ơn cứu mạng với con, ta cũng cất nhắc phong cô ta lên thần vị rồi, còn muốn đòi hỏi nữa sao? Việc này ta không chấp nhận, lui ra hết đi. Và lúc này, vương hậu của Diêm Vương cũng xuất hiện.
Liễu Thi không dám ngẩng đầu lên để nhìn mặt ngài, chỉ thấy vương hậu tà váy thước tha, lại gần Diêm Vương thủ thỉ. Nè, chàng càng già càng khó tính đó. Dù sao kiếp sau của cô ấy cũng có chút nhân quả với thiếp. Cửu à, chàng thành toàn cho bọn họ đi. Chúng ta cũng khó khăn lắm mới được ở bên nhau, coi như là thành toàn cho người có tình đi. Vương hậu đã có lời. Diêm Vương thở dài nói: cô có biết tự bỏ phong thần vị, tổn hại Dương Thọ. Không những thế, cô vĩnh viễn không được phong thần lại nữa, và chịu ràng buộc từ địa phủ luân hồi. Đời người ngắn ngủi, sao bằng thần được chứ. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời ta. Liễu Thi lúc này ngẩng đầu lên nhìn, giọng cô đầy kiên quyết: Bẩm Diêm Vương, lời ngài dạy tôi đều biết hết cả. Đời người chỉ có một, tìm được Đức Lang Quân như cậu cả thật sự đã quá đủ cho phận nữ như Liễu Thi. Mong ngài và vương hậu tác thành cho. Diêm Vương nhìn Liễu Thi một lúc, nhớ lại những kiếp mà mình cùng vương hậu đã trải qua, liền có chút thương cảm cho chuyện tình của hai người. Xét theo luật thì đề xuất của cô quả thật không làm được, nhưng luật vốn do con người đặt ra, cũng có thể do người sửa lại. Trong pháp luật luôn có chữ lý chữ tịch. Ta cai quản ngàn năm nay cũng luôn xem thời thế biến động triều đại, nhưng mà những gì cô trả vẫn chưa đủ. Bẩm Diêm Vương, chỉ cần ngài nói, tôi sẽ nhất quyết làm tới cùng. Mật là bằng nhựa hoa biển ngàn tím để viết lên sổ sinh tử, tôi cũng đã tìm được. Xin ngài giúp cho một bước cuối cùng này. Tốt lắm. Ta không bảo cô nhảy vào biển lửa núi đào đâu, mà chỉ yêu cầu cô đã quyết làm gì thì hãy kiên trì với nó tới cùng. Trở lại Dương Gian hay đi truyền pháp, giúp đời cứu người, có khi một lúc nào đó công đức của cô có đủ, không biết chừng ta lại có thể phá vỡ luật một lần nữa. Cân nhắc cho cô. Liễu Thi vô cùng bất ngờ đối với lời Diêm Vương. Cô thật sự không dám tin là ngày ấy chỉ yêu cầu như vậy thôi. Đội ơn Diêm Vương, vương hậu trọng lượng, chấp thuận cho nghịch ý của người phàm này. Diêm Vương gọi thám thần vào rồi ra lệnh: đưa cô ấy tới điện sinh tử đi. Thám thần cực kỳ ngạc nhiên, quay sang nhìn Liễu Thi, rồi như hiểu được dụng ý của Diêm Vương, cũng cúi người chấp thuận. Trước khi rời đi, Liễu Thi không quên quay ra chào tiểu hoàng tử, không ngớt lời cảm ơn cậu. Cậu xa Liễu Thi có chút không nỡ. Vốn muốn cô trở thành sư phụ của ta, cô lại mê luyến người trần đó. Thôi cô đi đi. Liễu Thi biết tiểu hoàng tử thật lòng tốt với mình, cười đáp: có duyên sẽ tái ngộ. Ngài lại nghe lời Diêm Vương, tu luyện cho tốt. Tôi đi đây. Thám thần dẫn Liễu Thi tới điện sinh tử. Điện sinh tử là nơi cực kỳ hệ trọng. Ở đây có cuốn sổ sinh tử, ghi chép về việc sinh và tử của vạn vật trong tam giới. Để đảm bảo tính bí mật thì Liễu Thi lại bị bịt mặt, mũi, tai và phong bế toàn bộ linh giác trên người. Trải qua thời gian rất dài thì thám thần mở phong ấn cho cô. Tới nơi rồi. Trước mặt Liễu Thi là một cuốn sách. À không, phải nói là cả một vùng không gian trước mặt lơ lửng các nét chữ ghi tên họ của phàm nhân. Chúng không nằm trong một cuốn sách nào cả, mà ngược lại được ghi chép vào ngay ở nơi tiếp giáp trời đất, gọi là đường chân trời, mà chẳng có phàm nhân hay sinh linh nào chạm được vào tới đây. Thám thần dắt Liễu Thi tới trước một cây bút và bảo: đây là bút thiên phụ, nghiên mực địa mẫu. Cô để mực quỷ ngàn tím vào nghiên bút, rồi chấm mực dùng bút này để viết lại tên Đức Lang Quân của cô đi. Thời gian không còn nhiều đâu. Liễu Thi nhìn các dòng chữ lơ lửng trên trời,
Khi cầm bút thiên phụ thì toàn bộ âm đức cô tích bấy lâu nay tan biến. Và khi mài nghiêng mật địa mẫu thì dương thọ của Liễu Thi cũng bị trừ vào đó. Cô cố dùng sức viết tên của cậu cả lên sổ sinh tử. Hồ Nam. Từng nét được viết xuống cũng là lúc hồn phách cậu cả từ các nơi trong trời đất dần tụ lại hoàn chỉnh vào trong thân xác của Nguyễn Liêu. Mỗi nét chữ Liễu Thi viết khó nhọc vô cùng. Linh hồn cô chịu đựng áp lực cực lớn từ việc này. Cô vẫn quyết tâm. Tấm lòng son sắt của cô vô cùng kiên định. Dù mắt có mờ đi, cô vẫn cố viết cho bằng được từng chữ. Khi mà nét cuối cùng chấm xuống hết thì Liễu Thi suýt chút nữa đã hồn siêu phách tán. May được thám thần ở gần đó dùng thần lực phủ lấy bảo hộ cho cô. Liễu Thi nhìn thấy tên của cậu cả được viết xong, vô cùng mãn nguyện mà bất giác môi nở một nụ cười hạnh phúc vô biên. Trải qua bao việc mới tới được ngày hôm nay, cô mỉm cười lẩm bẩm: "Cậu, cuối cùng em cũng làm được rồi. Nguyện đổi hết thảy để lấy cơ hội được tiếp tục làm vợ của cậu." Thám thần đứng một bên nhìn mà thở dài. Ông ấy từ lâu đã vô cảm với tình người, liền không hiểu được tại sao có người lại dại dột đổi lấy thần vị để lấy một kiếp người ngắn ngủi như thế chứ. Nhưng vẫn theo ý Diêm Vương mà hỏi Liễu Thi. Diêm Vương còn ban cho cô một đặc ân cuối cùng. Những người thân đã mất của cô hiện đang đứng bên bờ Vong Xuyên chờ cô. Cô có muốn gặp họ một lần trước khi về dương giới hay không? Liễu Thi nghe vậy thì vui mừng vô cùng. Cô còn tưởng không còn có cơ hội gặp lại ông ngoại cùng chị họ của cô nữa, liền chắp tay đáp ngay: "Xin ngài thay ta cảm tạ ân đức của Diêm Vương." Liễu Thi được thám thần dẫn tới bờ sông Vong Xuyên. Trên đường tới bờ sông thì lão tổ họ Hồ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. "Lão tổ." Lão tổ cười: "Liễu Thi đó sao? Ta đã sớm biết con ngày hôm nay mà. Cô không cần đa lễ. Phải là ta cảm tạ cô giữ lại hậu nhân cuối cùng cho họ Hồ chúng ta mới phải." Liễu Thi nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Không lẽ việc cậu cả hồi sinh..." "Cô thông minh lắm. Phải, là ta sắp xếp thằng cả hoàn hồn vào xác thằng Liêu để sống lại đó. Cô đừng vội. Thằng Liêu vốn đã tận số, cũng tình nguyện nhường lại xác mình cho anh trai. Chỉ là ta không có cách nào viết được tên nó lên sổ sinh tử thôi. Cô quả nhiên làm được, không phụ kỳ vọng của ta." "Tốt, tốt lắm." Liễu Thi liền hiểu mọi việc đều là lão tổ sắp xếp. Nhưng có thể hồi sinh cậu cả, cô đã mãn nguyện rồi. Những chuyện nguyên nhân như thế nào, hà tất phải tính toán chi cho nhọc lòng. "À, người thân của cô đều ở phía trước đợi cô. Mau đi gặp đi. Ông ngoại cô cũng mới được phong chức thượng quan như ta. Mọi việc ở dưới cõi âm này đều tốt. Cô có thể yên tâm trở lại dương gian rồi." Liễu Thi nghe vậy liền chạy vội về phía bờ sông. Trông thấy ông ngoại, chị họ, còn có cả Nguyễn Liêu đang đứng đó đợi thì bừng trở vô cùng. Cô xà vào lòng ông ngoại mà bật khóc lên: "Ngoại ơi, cuối cùng cháu cũng gặp lại được ngoại rồi. Hôm đó đều tại con, là tại con." Ông ngoại bổ về, xoa đầu Liễu Thi như hồi cô còn tấm bé, cười hiền từ nói: "Nè, không có được tự trách. Mỗi người đều có số phận riêng của mình. Ta, chị con, thằng Liêu đều đã tận số rồi. Thằng bé Nam kia không tệ đâu. Việc nó làm cháu trẻ của ta. Hai đứa sau này phải ráng sống cho tốt đó, có biết chưa?" Nguyễn Phụng đứng một bên, nắm tay Nguyễn Liêu nói:
Rồi nói phải đó. Em phải sống hạnh phúc thì mọi người dưới đây mới yên tâm tu luyện được. Nội còn được phong làm thường quan. Chị và anh Liêu còn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Chắc sắp tới phải đi đầu thai rồi. Liễu Thi gật đầu lia lịa. Cả cơ thể của cô dần hóa thành ánh sáng trắng, báo hiệu đã đến lúc cô cần trở về dương gian. Cô vội vẫy tay chào mọi người. Em đi đây. Con chào ngoại. Em chào anh Liêu, chị Phụng. Em sẽ cố gắng sống thật tốt. Chờ khi Liễu Thi biến mất hoàn toàn, Nguyễn Phụng mới dám gục đầu vào ngực Nguyễn Liêu mà bật khóc lên. Vốn Nguyễn Phụng còn đang đau buồn thì Thám Quan bước lại gần, nói một câu ẩn ý. Rất nhanh sẽ được gặp lại. Hai người đi theo ta, kéo lỡ giờ đầu thai. Lại nói Liễu Thi hồn nhập xác, vừa hay kịp lúc nhật thực vừa kết thúc. Cô sực tỉnh dậy. Thần Song ở bên cạnh hỏi: Tỉnh lại rồi sao? Mọi việc tốt chưa? Nếu nhờ ngài dẫn đường chỉ lối, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tôi đã nôn nóng muốn đi gặp chồng mình, xin được đi trước. Ngày sau sẽ cùng anh ấy tới tạ lễ ngay. Đi đi, ta sao giữ được cô chứ. Trải qua lần xuống cõi âm này, Liễu Thi cũng đã thông suốt nhiều chuyện. Cô quyết định trở về Nguyễn Tộc trước, gặp cậu cả, xin cậu khiêm tha thứ nữa. Đời người ngắn ngủi, cô phải trân trọng những người thân còn ở bên mình lúc này. Liễu Thi tâm trạng thư thái. Đi được giữa đường thì bắt gặp cậu cả thúc ngựa cũng đi tìm cô. Sau bao ngày xa cách, lần đầu vợ chồng hai người được thực sự gặp lại. Mà không phải là giữa người và quỷ, mà là con người với con người. Có thể sinh lão bệnh tử cùng nhau. Mùa xuân đi ngắm hoa đào, mùa hạ đi thưởng sen, thu đi hái cúc, đông thì quay quần bên bếp lửa chào đón một mùa xuân mới. Cái tương lai này Liễu Thi chưa từng mơ ước nghĩ đến, nhưng hiện đã ở trong tầm tay cô. Cậu cả ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Liễu Thi trong người. Khoảnh khắc mà hồn phách hội tụ lại, cậu đã có được toàn bộ ký ức trước kia. Biết được cô vì cậu mà đã trả một cái giá lớn tới nhường nào. Quãng đường còn lại, hai người đều không muốn lãng phí thêm nữa. Cậu vuốt má cô, thủ thỉ: Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả. Sau này chân trời rộng lớn, em muốn đi đâu, tôi đều theo tới đó, không rời bỏ. Liễu Thi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, rồi rất nhanh đẩy cậu ra, cười nghịch ngợm đáp: Thưởng cho cậu đó. Giờ chúng ta về thăm cậu. Em xuống cõi âm đã gặp được ông ngoại, chị họ và cả em trai của cậu, Nguyễn Liêu nữa. Cậu cả còn chưa hiểu em trai Nguyễn Liêu gì. Dọc đường đi, hai người một ngựa, Liễu Thi mới chậm rãi kể chuyện gặp bà cả cho cậu nghe. Các việc Nguyễn Liêu là anh em sinh đôi của cậu nữa. Đường về Nguyễn Tộc vì vậy mà ngắn đi, theo tâm tình hạnh phúc của đôi tình nhân mới được hội ngộ. Cậu à, con đã biết lỗi của mình. Mong cậu cho con một cơ hội chuộc lại cái chết của chị họ. Nguyễn Kim biết hôm trước mình nóng vội đã làm tổn thương cháu gái của mình, liền cười hiền từ. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sinh tử có số mà, làm sao trách con được. Sau này tộc Nguyễn ta vẫn là nhà. Hai đứa định khi nào thành thân đây? Có ta chống lực, thằng nhóc này nếu dám làm con buồn, liền xử theo gia quy, 1 tháng không cho gặp vợ. Hai người Liễu Thi và cậu cả nghe vậy thì phá lên cười lớn. Không khí khắp tộc Nguyễn đều tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ. Sau để tang ông và em Phụng 3 năm, con sẽ dùng sinh lễ trân quý nhất cưới em Thi về làm vợ. Nguyễn Kim nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Sau khi suy đi tính lại, Liễu Thi quyết định quay về nhà họ Liễu để báo với ông bà nội
cha mẹ mình một tiếng. Dù sao cũng không thể để họ bị Liễu Nhan lừa dối cả đời được. Liễu Nhan trông thấy Liễu Thi thì há hốc mồm, hồi lâu không nói thành lời. Liễu Thi đi thăm ông bà nội trước, chưa kịp kể cho họ nghe mọi chuyện thì đã thấy bà cả xông vào, ôm chầm lấy Liễu Thi, nghẹn ngào nói: "Con gái, sao con không tới tìm mẹ? Có phải con giận mẹ hay không? Liễu Nhan vừa tự thú với mẹ rồi. Con mới là con gái ruột của ta." Đối với mẹ, Liễu Thi có chút trách. Hôm ông ngoại mất, cô và chị họ đã cho người gửi thư về nhà họ Liễu. Cha con máu mủ tình thâm. Vậy mà từ hôm đó tới nay, bà ấy quyết không lên núi Cửu U viếng cha. Bây giờ Liễu Thi gặp lại, với đạo pháp của cô hiện giờ, liền cảm nhận được trước đây bà ấy bị bỏ bùa. Mẹ có nhận được thư của con gửi hay không? Thư gì? Liễu Nhan lúc này từ bên ngoài bước vào, áy náy nói: "Thư đó là tôi giấu, cô đừng trách mẹ." Bà cả linh cảm có chuyện chẳng lành, liền hỏi lại: Thư gì?" Liễu Nhan cúi đầu đáp: "Là thư báo tử của ông ngoại." Vốn những cách xưng hô này Liễu Nhan đã quen thuộc, trong sớm chiều cô ta không thể thay đổi được. Hơn nữa đây cũng là lần cuối cô ta được gọi đi. Bà cả nghe vậy thì cả người như bị sét đánh, rung lên dữ dội, chỉ tay vào đám người hầu: Mau chuẩn bị xe ngựa, Ta phải về thăm cha ta." Giờ đối mặt với Liễu Nhan, Liễu Thi lại thấy cô ta đáng thương hơn đáng giận. Vốn chuyện trao đổi ký ức là người lớn làm ra, cô ta sống mơ màng cuộc đời của người khác, cái này có thật sự vui sướng hay sao? Quả nhiên Liễu Nhan ôm đầu đau khổ nói: "Mỗi ngày qua với tôi là một sự dày vò, chờ đợi từng ngày cô trở về. Bây giờ mọi thứ đã quy nguyên chủ, tôi cũng đã nói hết sự thật, lòng đã không còn gánh nặng nữa rồi. Thật tốt." Liễu Nhan quỳ xuống đất, lại ông bà nội cùng bà cả, mỗi người ba lại: "Con cảm tạ công ơn dưỡng dục của ông bà, mẹ. Xin cho phép con gọi lần cuối." Dứt lời, Liễu Nhan ra ngoài sắp xếp đồ, chuẩn bị rời đi. Mà Liễu Thi ở trong nhận ông bà và mẹ một lúc lâu. Tới khi cô đi ra ngoài thì cũng bắt gặp Liễu Nhan đang dìu bà Mai đi ra cổng. Cô không đành lòng: "Cô phận gái cứ như thế này ra ngoài biết sống sao? Hay là cô ở lại?" Liễu Nhan không ngờ Liễu Thi lại có lòng bao dung với mình như thế, không những không trách móc những chuyện cũ mà còn lo lắng hỏi thăm cô ta. Liễu Nhan nhận ra trước giờ mình sống đã quá hẹp hòi ích kỷ rồi. Ở trong cái giếng lâu năm nên cứ nghĩ khoảng trời nhỏ trên giếng là cả bầu trời. Ngay cả bây giờ với cậu Vũ, cô ta cũng đã buông được, tự biết thân phận của mình không xứng. Hơn nữa cậu Vũ rõ ràng là yêu Liễu Thi. Lại nhìn sang người đàn ông hiện đang đứng sánh đôi với Liễu Thi, cô ta thở dài: "Cậu Vũ sao? Cậu cuối cùng vẫn yêu mà không có được." Hai người này xứng đôi như thế, đến cả bản thân cô ta cũng có chút hâm mộ. "Cảm ơn cô, nhưng tôi đã quyết rồi. Nửa đời còn lại nương nhờ cửa Phật, thành tâm ăn chay tụng kinh sám hối, mong có thể chuộc lại phần nào tội nghiệp mà mẹ và tôi đã gây ra." Bà Mai lúc này đã trở nên điên dại, vì quá đau đớn mà gầm trú lên như con thú hoang. Liễu Nhan ôm vội lấy bà ta, xoa lưng trấn an: Mẹ đừng sợ, mẹ đều vì con mà làm sai. Nửa đời còn lại con gái sẽ chuộc lỗi thay mẹ." Nói xong, cô ta quay sang nhìn Liễu Thi lần cuối: "Tôi đi đây, chúc cô hạnh phúc." Liễu Thi nhìn theo bóng Liễu Nhan trời đi, chỉ thở dài.
Cậu cả đứng cạnh cô, cậu hỏi: mỗi người đều phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bị nước cứu ưu tiếp hả? Liễu Thi gật đầu. Lúc bà cả và Liễu Thi vừa lên xe ngựa thì Lý Nguyên Vũ được tin chạy vội đến. Liễu Thi à, từ khi sinh ra chúng ta đã vốn định hôn ước. Tôi cũng có tình cảm với em thật lòng. Hôn ước gì chúng ta... Bà cả đã sớm nhận ra Liễu Thi có người trong lòng, liền xuống xe ngựa, thở dài nói: nhà họ Liễu e rằng phải tạ lỗi với cậu Vũ rồi. Vì một số chuyện mà con gái chúng ta lưu lạc nhân gian, đã sớm gả chồng. Hôn ước giữa hai nhà coi như xóa bỏ. Họ Liễu chúng ta sẽ mang lễ vật tới tạ lỗi. Lý Nguyên Vũ nghe vậy thì tái mặt đáp: bẩm phu nhân, ta không cần lễ vật gì cả, chỉ cần theo đúng hôn ước, cô ấy gả cho ta làm vợ thôi. Cậu cả nghe vậy thì đứng chắn trước mặt Liễu Thi, cười lạnh nói: cô ấy đã sớm là vợ của ta, ngươi hãy nhìn cho rõ. Với lại cô ấy và ta yêu thương nhau thật lòng, chút hôn ước xưa cũ kia có là gì? Nếu ngươi thật lòng yêu cô ấy thì chúc phúc cho cô ấy mới phải. Liễu Thi nắm lấy tay cậu cả rồi nói: Lý Nguyên Vũ à, thật xin lỗi, cảm ơn tình cảm của anh, nhưng tôi cả đời này chỉ nguyện làm vợ của anh ấy. Hai chúng tôi trải qua nhiều lần sinh tử mới được ở bên nhau. Anh sau này cũng sẽ tìm được cô gái của riêng mình. Lý Nguyên Vũ nghe vậy thì nhận ra được người trước mắt này chính là tên Hồ Nam kia. Dù không biết tại sao hắn thành người được, nhưng kết quả chỉ có một, rằng hắn đã thắng mà anh ta thua triệt để rồi. Liễu Thi biết được chút thiên cơ về hậu vận của họ Lý, chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ... Trước khi lên xe ngựa rời đi, liền nói nhỏ với Lý Nguyên Vũ: sau này anh hãy cẩn thận, hãy nếu được hãy đưa cha mẹ đi ẩn cư. Vốn Liễu Thi định cưỡi ngựa cùng cậu, nhưng lo mẹ mình ngồi trên xe buồn nên đành tiếp chuyện với bà, còn kể cho bà ấy những chuyện mình đã trải qua. Bà cả càng nghe càng xót con gái, nhưng việc đã xảy ra vốn dĩ không quay lại được. Sau đó bà cả cùng anh trai gỡ bỏ mối hiểu lầm trong nhiều năm, mà Liễu Thi cùng cậu cả quyết định sẽ xuống núi hành pháp, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Hẹn bọn họ 3 năm nữa sẽ trở lại tổ chức lễ cưới. Trời xanh mây trắng, Liễu Thi cùng cậu nắm chặt tay, vui vẻ cùng nhau ngao du bốn phương. Kiếp này hai người họ mãi mãi không cần chia lìa nữa. Sau tất cả giông bão, cuối cùng cũng thấy được cầu vồng. Một buổi sáng tháng 9, Hồ Nam quyết định dẫn Liễu Thi trở lại bản Ma Cà Rồng để tìm cách phá giải lời nguyền. Tuy cô không nói, nhưng cậu biết sâu trong nội tâm của cô vẫn luôn muốn có đứa con kết tinh tình yêu của hai người. Mà muốn sinh được con, cần phải bắt buộc giải được lời nguyền kia. Lần này quay lại đây, Liễu Thi đã không còn cô đơn một mình nữa. Trước khi bước vào làng, cô còn thuận tiện đi tới nơi giam cầm sói vong năm xưa, nhưng gọi mãi không thấy ông ấy xuất hiện. Liễu Thi theo lễ vẫn bái tế ông ấy rồi mới đi tiếp. Làng thượng chỉ còn lác đác hơn chục ma cà rồng. Muốn giải được lời nguyền, cần phải tìm đến tộc trưởng của bọn chúng. Làng ma cà rồng cư ngụ đông đúc ở tận sâu trong dãy Hoàng Liên Sơn. Gần đến núi Phan, quanh năm mây mù giăng kín. Nhờ có huyết thống của ma cà rồng bám trên người, nên Liễu Thi có thể cảm nhận được vị trí của bản làng đó. Chủ tộc là một người phụ nữ rất đẹp, ước chừng 30 tuổi, mắt sáng môi đỏ, má hồng, làn da trắng muốt. Liễu Thi và cậu cả được mời đi quanh làng một vòng. Trong làng rất hiếm đàn ông, chủ yếu là con gái và phụ nữ. Liễu Thi từng được nghe kể rằng nếu ma cà rồng sinh ra con trai, nó sẽ lập tức bóp chết đứa trẻ đó, chỉ để lại con gái để giữ địa vị độc tôn của mình. Vì thế thường ma cà rồng có giới tính là nữ,
những người đàn ông kia đa phần là do họ bắt về để giúp họ sinh con nói dối. Ta vốn là người phàm, chẳng hay tộc trưởng có cách nào hóa giải lời nguyền mà tộc nhân của cô để lại trên người ta hay không? Tộc trưởng vốn là người khôn khéo, bà ta thấy Liễu Thi cùng Hồ Nam có thể lên tới đây mà không sức mẻ gì, liền biết hai người không phải người thường, vì thế tiếp đãi khá chu toàn. Đặc biệt là khi thấy trường hợp có người khi trúng lời nguyền của ma cà rồng, cơ thể có thể hấp thụ lấy âm khí trong khí độc khi phun của người nguyền rủa, chuyển hóa nó thành năng lượng trong người, liền chất lấy làm lạ. Cô làm cách nào mà được như vậy? Liễu Thi biết vị tộc trưởng này hy vọng có thể tìm ra được cách để biến thành nửa người, nửa ma cà rồng như cô. Loài nào thì cũng có điểm yếu, ví như con người dù có bộ óc thông minh, nhưng so hình thể với các loài động vật ăn thịt khác thì còn kém xa. Còn ma cà rồng tuy có sức khỏe vượt trội, giác quan nhạy bén, tuổi thọ cao, nhưng không thể ở dưới ánh nắng quá lâu, thi thoảng phải ăn thịt sống để cầm hơi. Nhưng Liễu Thi thì khác, cô vừa hay dung hợp được ưu điểm của cả loài người và ma cà rồng. Tuy vậy, cô mong ước con mình sinh ra là người bình thường, vì thế mới lặn lội lên tận đây để mà tìm cách hóa giải. Liễu Thi lắc đầu. Không giống gì cô. Thời gian đầu khi bị chuyển hóa, ta chăm chỉ thiền định, tĩnh tâm để lấn át đi cơn thèm thịt sống trong người. Lâu ngày kiểm soát được cả âm khí của ma cà rồng, để nó trở thành cánh tay phải của ta. Nhưng mà hiện giờ ta muốn sinh con thì buộc phải phá giải lời nguyền này. Nếu không con sinh ra, rất dễ bị dị tật. Ta không muốn đánh liều. Tộc trưởng đôi mắt đẹp hiện lên tia tính toán, liền đáp. Tộc ta vốn có tàn thư khác, cô có thể vào xem. Nhưng tộc ma cà rồng chúng ta ẩn cư trên núi lâu năm, giờ muốn giao du với thế giới bên ngoài. Tộc trưởng nói tới đây, Liễu Thi liền hiểu cô ấy muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người trong tộc. Nếu đẩy mạnh giao du với thế giới bên ngoài sẽ kích thích sự phát triển của họ. Dù sao cô cũng đã xem kỹ tộc ma cà rồng ở đây, họ đều được quản lý nghiêm ngặt, tuyệt không có chuyện bừa bãi hại người. Được, chỉ cần cô đồng ý với ta, không được để người trong tộc làm hại tới những người bình thường. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Nói xong, Liễu Thi còn lấy ra một miếng ngọc bội. Lần này là cô có lòng giúp ta, sau này có việc nguy cấp thì cầm miếng ngọc bội này đem đến Nguyễn tộc ở nước Cửu Ưu, là ta nợ cô một ân tình. Tộc trưởng thấy vậy liền vui vẻ nhận lấy, sau đó dẫn Liễu Thi đi tới suối nước nóng ở sau núi, triệu hồi địa tiên của tộc mình. Liễu Thi trông thấy trước mặt mình là một củ nhân sâm trắng hiếu, to bằng bắp chân, quanh thân nó linh khí dồi dào, liền biết là nhân sâm tinh lâu năm tu luyện thành. Tộc trưởng lấy ra một cái bát, cắt lấy nhựa của địa tinh, sau đó cho Liễu Thi uống, còn không quên dặn cô. Đây là máu của địa tiên, có thể giúp cô tẩy kinh phạt tủy, đẩy được âm khí của ma cà rồng ra ngoài. Tất nhiên quá trình sẽ đau đớn vô cùng, ta chỉ giúp cô được đến đây, nghị lực còn lại là điều ước cô. Liễu Thi đã trải qua biết bao đau đớn, chút việc này với cô có là gì? Dù cậu cả rất đau xót, nhưng cũng chỉ có thể ngồi một bên, nắm chặt lấy bàn tay Liễu Thi, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Sau một đêm trải qua thống khổ, tẩy não cốt tủy, Liễu Thi đã bài trừ được toàn bộ âm khí ra ngoài. Cô bây giờ đã trở thành một người bình thường. Sau đó hai người chào tạm biệt tộc trưởng và làng ma cà rồng, xuôi về kinh thông báo tin vui với ông bà, cha mẹ, rồi lên núi Cửu Ưu thăm cậu nữa. Đã qua 6 năm kể từ ngày Liễu Thi cùng cậu cả ở bên nhau, cô cũng đã hạ sinh cho cậu một mụn con trai đầu lòng,
đặt tên là Hồ Lân. Hai người không thích nơi ồn ào náo nhiệt, liền về vùng núi vắng tĩnh lặng để ẩn cư. Quanh năm non xanh nước biếc, dựng một căn nhà tre nhỏ cạnh bờ suối, có một khu vườn trồng đủ các loại cây trái. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua. Một năm ba lần, cứ độ tháng 3, tháng 6, tháng 9 là Liễu Thi cùng cậu xuống núi để hành pháp giúp người. Một đêm tháng 8, trên trời có dị tượng lạ. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bỗng mờ nhạt. Liễu Thi liền biết hậu vận nhà Lý đã cạn, e sắp có triều đại mới lên thay. Cũng may lần này không có binh biến, cũng không có loạn lạc. Với cuộc hôn nhân chính trị của hai nhà Lý Trần thì cuộc chuyển giao quyền lực hết sức êm đẹp. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Liễu Thi lại gieo quẻ. Cậu cả vừa pha cho vợ một chén trà gừng để làm ấm bụng trong những ngày rụng dâu, thì thấy sắc mặt Liễu Thi đại biến, liền hỏi: Sao gì? Cô chỉ lắc đầu, mang theo chút hành lý. Trước khi đi còn không quên dặn cậu: Em đi 2 tuần sẽ trở về, cậu ở lại, việc này mình em đi mới tiện. Em đi sớm về sớm, nhưng chú ý cẩn thận. Lúc Liễu Thi trở về, liền đem về cho cậu nhóc Hồ Lân một cô em gái. Cô bé có đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, sợ hãi bấu víu áo của Liễu Thi, nép sau lưng cô mà nhìn cậu cả với Hồ Lân. Liễu Thi vuốt đầu cô bé, dịu dàng nói: Nè đừng sợ, sau này nơi đây sẽ là nhà của con, con sẽ là con gái của ta. Mặt cô bé dường như đã trải qua chuyện gì đó vô cùng kinh hãi, nên đã mất đi giọng nói của mình. Chỉ khẽ gật đầu nhìn mọi người, rồi ngó nghiêng xung quanh căn nhà. Liễu Thi chỉ vào Hồ Lân, rồi nói: Đây là Lân, anh trai của con. Từ giờ con sẽ tên là Liễu Ly đi. Con trai lấy họ bố, con gái lấy họ mẹ, như thế mới công bằng, phải không cậu? Từ lúc cô dẫn bé gái kia vào nhà, cậu cả đã hiểu ra huyền cơ trong đó. Chỉ thật không ngờ nhân duyên giữa cậu, Liễu Thi và hai người kia lại sâu đến vậy. Kiếp trước vốn là hai người họ tác hợp cho cậu và cô, vậy thì kiếp này bù đắp lại đi. Hồ Lân từ bé vốn không thích người lạ, tính cách trầm mặc ít nói, khá giống với cha. Thì Hòa đứng cạnh đó còn đang lo lắng cậu nhỏ liệu có đem bé gái đuổi ra ngoài hay không. Nhưng ngoài dự tính của cô ấy, Hồ Lân không những không ghét Điểu Ly mà còn đi vào trong nhà tìm viên kẹo ngọt đưa cho cô bé, rồi nhẹ nhàng nói: Em gái nhỏ đừng buồn, sau này anh sẽ là anh trai của em. Bây giờ anh chưa có gì, viên kẹo nhỏ này coi như quà ra mắt tặng em gái nha. Thì Hòa nghe vậy thì phì cười. Cậu nhỏ thật nghiêm túc, không biết có dọa bé gái sợ hay không nè. Cô còn tưởng cậu nhỏ kiếm cô dâu từ bé, đưa sính lễ trước để làm lễ cơ. Thì Hòa nhận được tín hiệu của cậu cả, rất nhanh liền nói với Liễu Ly: Nè, phòng của tiểu thư mợ đã dặn sắp xếp từ trước, đều bài trí những thứ mà bé gái thích. Chị dẫn tiểu thư đi xem có ưng hay không nha. Hồ Lân nghe vậy liền cầm lấy bàn tay nhỏ của Liễu Ly: Em cái nhỏ, để anh trai dẫn em đi xem phòng. Phòng của anh ngay gần đó đó, sau này nếu có kẻ xấu dám bắt nạt em, anh đuổi sạch chúng đi. Cô bé Liễu Ly vốn chứng kiến cả dòng tộc của mình bị thảm sát, không còn một ai. May nhờ có mẹ nuôi đột nhiên xuất hiện cứu cô một mạng, còn ban cho cô một gia đình hạnh phúc như này. Liền đi tới trước mặt Liễu Thi và cậu cả, dập người xuống lại ba lại. Liễu Thi liền hiểu con bé đã chấp nhận gia đình này. Cô đỡ nó dậy, cười mà nói: Chúng ta là gia đình, con không cần khách sáo như vậy. Có thể vì quá kinh sợ nên tạm thời con chưa nói thành lời được, sau này sẽ bình thường lại thôi. Nào bé ngoan, giờ con về phòng ngủ một giấc, cho tới khi tỉnh lại sẽ là một ngày mới, tương lai mới, có biết chưa? Không hiểu sao với người mẹ nuôi mới gặp lần đầu này,
Liễu Ly có cảm giác vô cùng quen thuộc và thân thiết, gật đầu cười rồi theo Thi Hoa và Hồ Lân về phòng của mình. Đợi ba người kia sang gian nhà khác, cậu cả mới ghé gần tai của Liễu Thi, phả hơi nóng vào tai cô rồi khẽ nói: "Con đã ra ở riêng rồi. Thời gian qua thằng nhóc Lân phá hỏng chuyện tốt của anh hơi nhiều đó. Thi à, em định bù đắp cho anh như thế nào đây?" Tai Liễu Thi đỏ bừng lên, cô đẩy nhẹ cậu ra. "Nè, còn Thi Hoa, con Na nữa, cậu đứng cách xa em ra đi, già rồi mà còn xấu xa." Cậu cả không những không cách xa mà càng đứng áp sát lại gần Liễu Thi hơn, cười nói: "Không chịu. Thi à, thật muốn có thêm một đứa nữa, một trai hai gái kìa. Em chịu anh đi chứ?" Dứt lời, cậu nâng đôi môi đỏ mọng của cô lên, áp môi mình lên đó. Bàn tay không chịu đứng yên mà bắt đầu mò mẫm thăm dò trên cơ thể của cô. Cậu xấu lắm đó, hư lắm mà." Liễu Thi ấm ức nói, nhưng rất nhanh đã bị cậu chặn lại hết. Không khí nóng trực, ám muội rất nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng, hòa lẫn cùng tiếng suối chảy róc rách bên ngoài. Cảnh xuân đêm nay còn dài. Đời người không ngắn không dài, mỗi việc trải qua trong cuộc đời đều là duyên nhiều kiếp tạo thành. Sẽ có người đến, người đi, người đồng hành cùng chúng ta một thời điểm nào đó, rồi cũng có người ở bên ta đến cuối đời. Tất cả những người đó đều là mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời chúng ta, tạo thành một chúng ta hoàn thiện. Hãy cứ kiên trì, cố gắng. Sau cơn mưa, lúc nào trời cũng là xanh nhất. Như vậy là tất cả chúng ta đã trải qua hết toàn bộ truyện Liễu Thi của Nguyễn Mỹ Hạnh. Rõ ràng đây là một trong những bộ truyện hay nhất ở trên kênh chúng ta và được quý thính giả đón nhận rất là nồng nhiệt. Cảm ơn Mỹ Hạnh đã gửi đến cho kênh một bộ truyện hay. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành. Huy mong rằng mọi người nghe truyện, yêu mến truyện thì cũng hãy giúp thêm một phần phát triển cho các tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook của họ nhé. Những tác giả sáng tác truyện rất là cần cái lượt theo dõi trên Facebook. Hy vọng là tương lai chúng ta sẽ có thêm những cái bộ truyện như thế này. Huy làm truyện sẽ làm rất nhiều màu truyện, màu sắc khác nhau, từ cổ đại, tức là thời cổ trang, hiện đại, trung đại đều sẽ có cả, để mà phục vụ những tầng lớp và những cái thời cuộc, đem đến những cái thời cuộc khác nhau trong từ lịch sử cho tới hiện tại của chúng ta, để chúng ta cùng chiêm nghiệm và cùng rút ra những cái bài học ở những cái thời biến khác nhau của cuộc đời. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai khi chúng ta bước vào một bộ truyện mới, và lần này sẽ là truyện ma dân gian miền quê nhé. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt.